Coleman xin giới thiệu với mọi người một cái món mà ngày hôm nay là mình đọc diễn toàn bộ từ đầu tới cuối. Cái món này vô cùng phức tạp nhưng mà mình tin chắc là mình sẽ làm được. Đó, bữa nay là mình chỉ nhờ bà ngoại giúp cho mình chuẩn bị cho mình một ít nguyên liệu thôi. Đầu tiên mọi người thấy một cái dĩa rau to tướng đúng không? À, lát nó sẽ sử dụng vào mục đích gì? Chút xíu nữa Coleman sẽ giới thiệu cho mọi người nghe ha. Rồi ở đây có đây tỏi, bên kia là có ớt, đầy đủ đồ chơi hết. Đây tỏi ớt đó, mọi người thấy là hiện tại đây không ai xuất hiện cùng với mình, đó là mình, mọi người hiểu rồi đó, là trách nhiệm ngày hôm nay là mình tự bơi rồi đó. Rồi ở kia có hành hết tất cả mọi thứ, có bún. Và món ngày hôm nay thì mình cũng nói với mọi người luôn, đây là một cái món mà mình rất là thích và mình đã được ăn một lần tại một cái quán. Đây cái món này thì mình nói thật, nếu mà các anh nam mà cứ mà theo Coleman hả là thì bảo đảm làm được dễ hơn. Chúng ta chỉ cần thứ nhất là cái này là cá ngừ nha. Chúng ta cần có một cái đĩa cá ngừ khoảng mấy khoanh thôi. Nếu nhà mình đông thì cứ bao nhiêu người là một, mỗi một người một khoanh cá ngừ. Khoảng chừng 5 người là 5 cái khoanh cá ngừ là đủ. Nhưng cá ngừ phải tươi. Đây. Thì đầu tiên mình sẽ bỏ cá ngừ vào mình hấp. Rồi hấp xong rồi. Đây, khứa cá. Cái này thì cái khứa cá này thì mình khuyên là các bạn không nên cắt dày quá, như thế này là hơi bị dày rồi. Nhưng mà thôi, nói tóm lại là lỡ rồi. Tại vì không, nó cắt mỏng xí nữa. Rồi cái nước bỏ đi. Cá này nếu còn nó thật ra thì để khử tanh thì bà ngoại đã làm rồi, đã sắc muối rồi. Không em. Sắc muối và làm một số cái nữa thì làm sao để cho nó khử tanh vậy mẹ? À. Sắc rửa phải rửa cá ngừ bằng chanh và muối thì nó mới khử được cái mùi. Và một cái nữa là nếu các bạn muốn khử mùi của cá ngừ, mùi tanh của cá ngừ thì cách tốt nhất là nên nấu với lại thơm. Rồi thì trong khi chờ đợi là mình sẽ làm cái này nhé. Đây chúng ta sẽ bỏ, mình sẽ bỏ tỏi và ớt vào đây để mình làm nước mắm tỏi ớt. Riêng cái này thì mình đã có bà ngoại đã bầm giùm mình tỏi ớt rồi, nhưng mà thật ra mà để làm cái món này mà ăn với bún cá ngừ phải đập dập đúng không? Thì mình đâm ra đâm với ớt. Để tôi gấp ra bớt đi. Thấy sư phụ bà xã có vẻ hoảng hốt. Làm sao mà có mình ăn á thì làm. Không không không, vậy bỏ ra bớt. Xin lỗi quý vị, xin lỗi. Thôi được rồi, lấy ra hết chân rồi. Vậy bỏ lại. Rồi bây giờ cho thêm một ít nước mắm vô. Nó no, chưa, đâm tí xíu mới bỏ nước mắm chứ không nó bỏ vô nó văng tè le cho người ra đó. Ây da. Tưởng cái món này làm đơn giản coi chừng học được 40 phút đó. Rồi. Rồi mình dầm cái này. Rồi mình nghĩ là cá đã chín rồi đó. Ôi, cái cha nó bể rồi. Cái làm cái gì? Còn cái đó nó còn bể lẹ nữa. Đây. Đó. Vậy đó hả? Rồi. Đó, cho cà nó đỏ một cái. Đó, đơn giản vậy thôi.
nha. Đây, rồi. À, cần có mấy cái tô bé nha, mày cho 5 cái tô. Có thể ăn bằng tô luôn cũng được, không cần gì vậy. Không có, riêng cái này không cần cà chua nha. Thơm thôi. Cà chua rất ít thôi. Rồi, xí rồi. Này có cần không ta? Có cần được. Dạ có luôn. Đây thằng đi. Dớ vào luôn. Đó. À cái này nó giống thì nó ngót á. Nhưng mà mình không có cái khác. Rồi, đúng rồi. So good. Rồi cái này ở đây có một tí hành phi, mình cho tí hành phi nhưng mà thật ra mình nghĩ là mình không có thích hành phi lắm nhưng mà thôi. Ở đây có một số bạn rất là thích hành phi nên mình cho chút xíu cho thơm. Đó, cái nồi nước lèo để ăn với bún cá ngừ của mình đơn giản là như vậy. Các bạn đừng nói là các bạn. Rồi, đơn giản, chóc. Rồi, bây giờ mình cho ít hành vô nữa là kết thúc. Đã xong nồi nước, giờ mời tất cả mọi người cùng xơi. Đó, đẹp chưa? Đẹp, rất là đẹp. Để thôi. Đúng là tinh khiết luôn. Rồi, bé rồi. Lần đầu tiên là một mình liền là sáng tạo nha. Sáng tạo á. Ngoài giờ từng có món này luôn. Nhớ cho nó sạch xuống liền. Ra cũng là cái nước không có ngồi đây. Sáng tạo. Rồi, tôi nghĩ quý vị đơn giản. Thôi, mình mặn mình. Cái này mình làm ở nhà thì mình ấy, còn nếu không mình ra, nếu mình làm tiệm thì mình sẽ cho ra mỗi người một cái tô rồi cứ vậy mọi người tự ăn. Còn này mình làm ở nhà thì mình có thể bỏ ít rau vô đây cũng được đó, mình vớt ra. À đúng rồi, đúng rồi. Thành cái lẩu, đúng lẩu. Đúng rồi, giống cái lẩu, giống lẩu, nhưng mà nếu mình bán quán thì mình sẽ làm khác. Rồi, nào xin mời quý vị. Cho nó mắm vô ăn nhiều ăn hơn. Ta làm phải có nêm, phải mình nêm vô chút xíu ngon. Để thêm tí nước mắm mặn nữa. Rồi, và cá thì có tầm tỏi rồi này ha. Đây, món đặc biệt của Coleman tuần này đơn giản là như vậy. Bún cá ngừ. Mình không tin là món này các bạn làm không được. Phải ra các bạn không biết nấu ăn. Đơn giản. Đó. Rồi ha. Sao? Tại gì đâu, không làm gì đâu. Tại vì tỏi nó ép với người ta rồi. Nói thì tỏi. Các ăn còn là... Nói thôi, có nhiều khi những món đơn giản mà nó sẽ làm cho mọi người sẽ rất thích. Mà nhìn cái nước, ngon nước thôi là phải ngon. Cá rất tươi, chỉ có hấp qua một cái là ăn. Không có cần phải gia vị nhiều, đâm nước mắm, tỏi bỏ vô là nhất đắc. Chế biến cá ngừ kho thơm, cá ngừ kho mía cũng rất ngon. Hoặc như cá ngừ hấp kiểu này, ăn cũng rất ngon. Ăn với nước mắm. Cá ngừ kho mía, rất là thơm.
thơm mùi mía, cá ngừ không thơm, thơm mùi thơm. Vô cùng tinh khiết. Cái nước trong veo luôn. Lý do đúng, nước lã không trong thôi. Dạ cảm liền không? Vâng. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn. Đó. Tuần nào cũng vậy, phải có một cái món gì đó để làm trong nhà. Và tuần này cũng vậy, cách nhanh nhất. Và mình cảm thấy vô cùng thích thú. Tự biên, tự diễn, tự chế, tự nêm, tự nếm. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị và các bạn nha.